Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ công dụng của cây đinh lăng. Cây đinh lăng, lá cây đinh lăng có công năng giải độc, kháng dị ứng, được sử dụng để giải độc thức ăn, chữa ho ra máu, kiết lỵ, mụn nhọt, sưng tấy. Thân và cành cây đinh lăng được sử dụng để chữa đau lưng và phong tây thấp. Rễ có tác dụng bồi bổ khí huyết, thông huyết mạch, được sử dụng để lợi tiểu, làm thuốc bổ và trị cơ thể gầy yếu, suy nhược cơ thể. Và đây là những thông tin mang tính tham khảo. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hẹn các bạn trong các video sau.